We will do an exercise. Listen and circle, then write and say aloud. Okay. Cô ơi, để con thấy, để con khoan cho. Okay, rồi cô bật nha. Con chọn được cái À, chỗ khoan. chưa luôn. Chưa à? Chưa chọn chưa à? Thấy chưa? Con không có khoan nhưng mà con gặp chân. Cũng được, rồi cô bật nha. I will start. Page 27, Activity 4. Listen and circle. Hi, my name's Nam. This is my family. My father, my mother, my sister, and me. 1. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. 2. My sister's slim. She's slimmer than my mother. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. 4. My father's tall. He's taller than my mother. Okay, do you need to listen one more time? Có cần nghe lại không? Chắc không không hay sao? Nếu mà cảm thấy chưa ổn thì cô bật lại nha. Bây giờ mình sẽ nghe từng đoạn một nha. Thôi anh! Chắc không? Tại sao? Chắc, chắc thì nghe lại ô hai buồn cười nhỉ? 27. Activity 4. Listen and circle. Hi, my name's Nam. This is my family. My father, my mother, my sister, and me. 1. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. 1. Để con nghe lại. Con phải nghe lại nha, chứ không phải là con phải nghe lại tất cả các câu, chứ không phải là câu nào con muốn nghe con mới nghe đâu. Xong câu 1 chưa? Yeah. Vẫn giữ nguyên đáp án đấy đúng không? 2. My sister's slim. She's slimmer than my mother. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. Four. My father's tall. He's taller than my mother. Okay. Finish. Finish. Page 26. Let's see our answer. How many correct answer? How many? Đúng hai câu là quê. Quê gì mà quê? Trời ơi, nghe lại, nghe lại. Sao hai dạ. Câu đúng hai câu là quê rồi? Ai thề với con? Ai thề với con? Con làm cái ai thề? Trời ơi, nghe lại từng câu nha. Page 27, Activity 4. Listen and circle. Hi, my name's Nam. This is my family. My father, my mother, my sister, and me. À, đầu tiên là bạn Nam, bạn giới thiệu cái gì? Bạn Nam mặc ra. Bạn Nam mới nói cái gì xong? Bạn mới giới thiệu cái gì? Bạn mới giới thiệu về gia đình. Ừ, gồm có những ai nè? Gồm có mother. Sister là brother là có brother không? Không. Không. Với không. Lại ba là gì? My father. Father, mother, my sister and me. Rồi, sau khi đã giới thiệu gia đình rồi thì bạn ấy sẽ nói cho con biết là trong nhà ai, người ta sẽ miêu tả như thế nào nè. Number one. One. I'm not very tall. I'm not very tall. Tớ thì cũng không cao lắm đâu. But I'm taller than my sister. But ai gì?
But I sister. But I'm taller than my sister. Taller than my sister. But I am taller than my sister. But I'm taller than my sister. Okay, because I will write this one. Because speak a con, write a con. Cô ơi, cô dài quá rồi cô. Yeah. Con quên tắt cái kia. Sao? I am taller than my sister. Được chưa? Tại vì trong khi mà bạn ấy tự nói thì bạn nói là my sister, nhưng mà mình khoanh là mình phải, mình thấy người ta chuyển thành his sister chưa? Number two, nghe nè. My sister's slim. She's slimmer than my mother. My sister is slim. She gì? She ấy gầy hơn mẹ tôi. She is slimmer than my mother. Than my mother. Con nhìn thấy không? Đầu tiên là một chủ ngữ. Chủ ngữ là đó, sau đó cộng với động từ to be, cộng với tính từ so sánh. Sau đó cộng với than, cộng với chủ ngữ số 2. Được chưa? Thấy không? Đâu để con đổi màu cái này cho nhìn rõ. Đó. Bây giờ nghe tiếp câu sau để mà tự nói này, cô sẽ không, câu sau cô sẽ không gõ ra nữa. Cô phải tự nói câu sau nha. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. She's younger than my father. She is younger nha, hoặc là she's. Nó phải có động từ to be ở đây cho cô ha. Rồi, câu cuối cùng. 4. My father's tall. He's taller than my mother. Okay. My father's is tall. Ba của tôi thì cao. He's taller. He is taller than my mother. Okay, good job. Rồi, mình đã bắt nhận hiệu rồi đó. Now, let's see. Page 27, activity 6. Let's sing. What do they look like? What does your mother look like? She's tall. She's taller than me. What does your father look like? He's slim. He's slimmer than me. Okay, now turn. What does your mother look like? She's tall. She's taller than me. You. Thấy con bấm gì ạ? Bấm gì đâu, tại sao con nãy giờ mà con không hát? Tới lượt con rồi mà. Không nghe hả? Nghe lại nha. Con có nghe. Con nghe thì giờ hát đi. Không thì cô bấm lại đó. What do they look like? What do they look like? Okay, no, sorry. Yep. What does your mother look like? She's taller than me. Okay. What does your father look like? He's slim. He's slimmer than
Me. Okay. Page 27. Look and write. Look and shy and look. And write. Giờ đến lượt con viết nè. Number one. Và trước khi mình viết thì chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi về bức tranh trước nha. Con nhìn vào bức tranh đầu tiên. Mình phải tập viết chứ không sau này học không rồi lúc đi làm bài kiểm tra con phải viết. Phải viết. Chứ bây giờ nếu mà không viết thì bữa sau đi làm bài kiểm tra làm sao mà viết được. Trên lớp viết nhiều mà. Con làm gì mà mệt. Con đi học. Cô cũng đi làm. Cô đi làm cô viết bao nhiêu chữ? Trời ơi. Cô cũng viết nhiều chứ bộ, ngày nào cô cũng viết hết mấy cái bảng hết á. Cô ơi. Cô dạy. Cái gì? Cô viết bài bao nhiêu tiếng? Cô hả? Cô viết bài từ 7 giờ sáng tới 10 giờ trưa. Xong buổi chiều cô viết từ 1 giờ rưỡi chiều tới 5 giờ chiều. Con, ủa, về con 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ làm gì cô? Thì cô làm ở nhà, cô dạy con nè, cô dạy các bạn khác. Xong rồi cô cũng làm việc của cô nữa. Làm việc gì? Cô có nhiều việc lắm, cô chấm bài nè, cô soạn đề nè, cô soạn giáo án nè. Soạn giáo án là gì? Đấy, cái đó phải lớn lên mới nào với cô. Cô mới giải thích cho con. Con không biết bài, con không nói đâu. Muốn biết đâu? Muốn biết giáo án là gì không? Biết bài đi. Không. Không biết hả? Không biết cũng phải biết bài. Nào ngoan nào. Rồi trả lời cho cô trước đã. Number one. Who's slimmer? The father or the brother? Who's slimmer? Father là bên phải, còn the brother là ở bên trái ha. Who's slimmer? Hai. Who's slimmer? Ai gầy hơn? Ai gầy hơn? The father or the brother? Father. Slimmer mà. Slim là gì? Gầy. Ai gầy hơn? Người bên trái hay người bên phải? Người bên phải. Đây là bên trái. Tay này bên trái, tay này bên phải. Thì người bên phải là bên phải. Tay nào tay cầm bút thì là tay phải chứ. Tay này tay phải, tay này tay trái. Còn này tay trái mà. Thôi, con thừa biết. Con đừng có nói ngược nữa. Vậy. Rồi, vậy thì con viết đáp án của con vào đây. Con viết đáp án nào? Con nghĩ như thế nào? Con... Rồi, vậy câu trả lời là gì? Nếu con chọn the father thì mình nói sao? The father is slimmer than the brother. Mình có hai nhân vật. Is slimmer than the brother. Là sao cô? Người ta đang hỏi. Ủa sao lại chưa hiểu? Trời ơi. Người ta hỏi là ai gầy hơn? Người bố hay là người anh? Người anh. Người anh thì sao? Nãy con nói được father. Tại vì nếu bây giờ mình nói là mình chọn the brother thì mình lại nói ngược lại. The brother is slimmer than the father. Nghĩa là người anh thì gầy hơn người bố than. The brother is slimmer. Slim là gầy, slimmer là gầy hơn nha. Mà gầy hơn ai thì mình phải dùng than. Than cộng với cái người mà mình hơn đó. Nhớ cấu trúc của cô hồi nãy không? Cô viết lại cho con nha. Không. Chủ ngữ 1 cộng với to be cộng với những từ so sánh
cộng với dad cộng với chủ ngữ 2. Rồi. Number 2. Nhìn vào bức tranh number 2. Who is shorter? The father or the mother? Hai. Who is shorter? Shorter là như thế nào? Short là gì? Nó là câu 1 xong đi rồi là câu 2. Câu 1 con chẳng biết là. Tại không biết làm. Nãy giờ con trả lời đủ hết rồi mà. Lười phải không? Biết gì làm sao? The brother is slimmer. Có sẵn hết rồi. Than the father. Con có phải sáng tạo ra cái gì đâu. The brother là có luôn rồi nè. Is là biết viết rồi nè. Slimmer cũng có sẵn này trên hình rồi nè. Than là người ta viết sẵn cho nè. The brother or the father cũng có sẵn trên màn hình luôn rồi nè. Con xong chưa thầy? Con viết thử đi rồi cô sửa cho con. Finish. Nào biết bình tĩnh nào. Con ơi, con biết. Con biết được tới đâu rồi, con nhảy chuột ra ngoài cho cô coi. Con biết được đến đây rồi. Con bỏ ra, con bỏ ra. Is mà, hồi nãy mình nói rồi. Hồi nãy cô viết mấy cái mà con không để ý gì hết. Nè, bây giờ cô viết cho con mẫu con bên này nha, con tự làm mẫu con bên kia nha. Cô ơi, ai gạt rồi? Con viết đúng hả? Sao ai gạt rồi? Con viết là cái dấu gạch ngang của người ta đây có á. Con tự cô gạt đi à? Không, đó, con nhìn thấy chưa? The brother is slimmer than the father. Con thấy không? The brother có chưa? Đó, the father, brother ở trên này. Slimmer có chưa? Từ y này con thêm vào thôi. The father cũng có chưa? Đó. Dan là người ta cho ở trên này rồi. Con có phải viết, con chỉ viết thêm đúng con chữ y thôi chứ mấy. Thấy không? Thấy không? Thấy dễ chưa?
rồi, con làm tương tự câu 2 cho cô nè. Câu 2 con không biết viết ở đâu. Đây, cô kéo cái chỗ này ra chỗ khác cho con viết nha. Đó. Con viết xuống dưới cho thoải mái. Dạ, con chọn. Nhanh nha, không có lâu nha, để con học cái khác nữa. Nói gì cô? Viết học cái bài mới đó. Cô nói gì con chẳng nghe hả? Nói chung là viết nhanh lên. Nha. Who is shorter? Ai thấp hơn? The father or the mother? Thành trả lời nào. Mother. The mother is... Is gì? Thành. Nói nào. The mother is... The mother... Is... Is... Shorter. And... Then the father. Chính xác. Dạ bác. Giờ thì có viết nhanh nữa là siêu quá xịn luôn. Quá siêu quá xịn luôn. Đó, tất cả mọi thứ đều có sẵn. Viết nhanh thôi. Bấm ra ngoài đi. Xong rồi bấm ra ngoài. Con chọn màu. Thành à, là sau đừng có chọn màu kiểu vậy nữa. Chị muốn chọn màu gì có màu đó. Con chọn mấy màu nó dễ nhìn một chút xíu chứ. Thì mày muốn không viết vô bức tranh là được rồi, là dễ nhìn. Không, vào bức tranh cũng không dễ nhìn, thấy không? The farmer, được. Rồi, con nhìn xem cái câu của cô với cái câu của con. Nó khác gì nhau đây? Thiếu cái gì? Cái câu của cô. À, con nhìn thấy rồi. Thiếu cái gì? Dạ, có sữa. Ừ, con biết thêm vào đó đi. Biết thêm vào là được. Rồi, biết sao?
Thôi con đừng viết nữa, bây giờ mình biết là được đúng không? Ok, bây giờ ta sẽ chuyển sang cái trang tiếp theo. Con có thể viết đúng ở trong cái trang tiếp theo nha. Ok, Sao? number 3. Nghĩa là bây giờ con biết con sai ở đâu rồi đúng không? Vậy bức tranh số 3 con viết đúng lại cho cô, ok? Không thiếu như bức tranh số 2 nữa nhá. Who is older? Older là gì? Con Older. nhỉ một tấm là Who is older? The brother or the sister? ai già hơn? Ai là người lớn tuổi hơn? Brother Chính hay là là sister? sister. Sister. Rồi vậy thì chúng ta viết nào. The sister is sister is older than the brother. Okay. The sister The brother. Cho chị này ra nha. Mình nhanh tay một chút nha thầy ơi. Sao lại ốm rồi? Hù cô như vậy á. Chưa con? Tên tụi cô Bao lâu vậy? không biết là chụp tụi rồi. Cô No. Con lại bấm sai trong xem có sai hàng đúng. Lại hù đúng không? Nó hiện ra là kìa. Sao lại sai trong câu 2 rồi? Hả? Sao lại sai trong câu 2 rồi? Vừa sao cô? Cô biết đúng mà. Hồi nãy câu 2 sai như vậy rồi, bây giờ vẫn sai như vậy. Hồi nãy con biết. Thế hồi nãy câu 2 con nói có sai ở đâu? Tumor. Ở chỗ gì? L. Sai, không phải sai ở chữ L. Trời ơi, động từ to be của cô đâu?
Chị am ơi, chữ y đâu rồi? Chữ y đâu rồi? Chữ y đâu rồi ta? Người chị ta hỏi là mất who, rồi. Người ta hỏi là who is older, nhưng mà mình trả lời lại không có y. Người ta hỏi có mà. Cho nên chỗ này chữ mình... y đâu rồi? Chữ y mình phải thêm ở đâu đây? Em ở chỗ sister. Đúng rồi, chính xác. Ở sau chữ sister là có chữ y mà ta. Không có thấy lúc đó chữ y vậy. Chữ y đâu rồi? Rồi, con sẽ hóa phép cho nó biến ra cho con nha. Là sao? Vậy thì bây giờ trong trường hợp này mình hãy làm bài tiếp theo cho cô, làm câu số 4 cho cô nè. Ok. Lần này là không được sai, thiếu một chữ cũng sai. Who is stronger, the father or the brother? Answer. Who is stronger, Thành? Who is stronger? The brother E. The brother E. Stronger than? Than the father. Good job. Nhớ chưa? Nhẩm trong đầu đi. The brother con, E. Con không biết nhẩm. Good. E con stronger. Đúng thì sai thôi. No. Con phải nhẩm thì con mới ghi không sai được chứ. He is stronger than the father. Okay. Bây giờ con sẽ ghi đúng. Ok. Cô rất mong chờ vào câu trả lời này của con đó. Và ghi nhanh hơn nữa nha. Ghi nhanh hơn một chút nữa. Càng ngày càng ngon. Okay. The brother is stronger than the father. Is that correct? Cái này đúng chưa? Đúng rồi. Đúng xác. Trời ơi, vỗ tay. Sao bravo. Ok. À, có 3 bài. Có 4 bài không? Con xem nốt 3 bài đúng 1 bài. Thấy chưa? Vậy thì mình phải cố gắng nhiều hơn nữa nha. Thấy ghê chưa? Cố gắng nhiều hơn để đừng sai một bài nào nữa. Ok. Thấy chưa? Đó. Now, pronunciation. Chữ thở á. Không phải thở, chữ thở. Thở, thở, thở. Con thấy không? TH nè. Thin. 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 Thick. 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 Three. Good job. Kia mà có đâu rồi. Okay, next one. Let's see. Vocabulary. Weak. Yeah. Oh, trời ơi, hôm trước mình học strong, thì bây giờ mình học trái ngược với strong là gì đây? Có năng nội tả không? Có luôn. Có nổi. Có chịu bơm strong là gì? Strong hôm bước. Con nhớ cái thì strong hơn. Một bạn nhỏ chỉ cần một ngón tay thôi là đã nâng được cục tạ lên rồi. Vậy mà chỗ này một người lớn lại nâng một cục tạ bé hơn mà còn nâng không nổi, vậy chỗ này khỏe hay là yếu? Khỏe chứ. No, không khỏe hơn bạn kia được, yếu hơn ha. Weak.
Đó weak. Chính là em bé mặt khỏi nhất weak. Trong Việt Nam. Now, weak. 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 Fat. Weak. Ồ, còn bạn nữ fat. Thì bị gì đấy? Fat. Fat. Mà phế. Smarter. Smarter. Đúng rồi. Smarter. Là ý kiến. Là rồi, sáng tạo. No, no, thông minh hơn. Smart là thông minh. Smarter là thông minh hơn, được chưa? Smarter. 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 Rồi. Con ngựa hơn. Con ngựa này có xinh không? Hả? Con ngựa này con thấy không? Có một con ngựa nhìn xinh hơn con ngựa còn lại đúng không? Con ngựa nào xinh hơn? Con ngựa mà có nhiều màu hơn á. Có bộ lông quanh quanh xinh hơn, xong nó còn có vài dây quàng cổ, con thắt nơ tùm lum tà la nữa. Cái đuôi của nó cũng đẹp nữa. Chúng ta sẽ có từ prettier. 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 Xinh đẹp. Prettier là xinh hơn. Pretty. Pretty là xinh đẹp. Cô viết chữ pretty để cho con coi nha. Con biết. À, con biết rồi. Vậy chữ thì mình đã... Rồi. Bỏ chữ ờ nhưng mà chữ y ngắn phải chuyển thành y dài. Yeah. Ừ, nó sẽ như thế này nha. Con biết rồi. Không biết rồi thì con nhìn lại cho chắc. Pretty, được chưa? Còn xinh hơn là gì? Prettier. 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 Prettier, good. Nice one. Structured. Đó. Mình như hồi nãy mình đã học nè. Ai đó hoặc con gì đó. Is. Cộng với tính từ so sánh hơn. Cộng với than. Chúng ta sẽ có rất là nhiều ví dụ ở đây. Ví dụ clever. Clever là thông minh, cũng là thông minh luôn. Nó bằng với từ smart vậy đó. Bây giờ muốn nói thông minh hơn thì mình dùng cleverer. Cleverer. Clever. Đầu tiên đọc từ đầu tiên cho con nào. Clever. Clever. Cleverer. Cleverer. Clever. Cleverer. Clever. Cleverer. Clever. Từ số 2, simple. Simple. Simpler. Simpler. Từ số 3, dirty. Dirty. Dirtier. Dirtier. Từ số 4, easy. Easy. Easier. Easier. Từ số 5, happy. Happy. Happier. Good. Từ số 6. Big. Big. Bigger. Từ số 7. Sad. Sad. Sadder. 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 Rồi, bây giờ cô đố con đọc hết từ trên xuống dưới luôn. Cô sẽ không đọc nữa. Đọc lại một lần. Never. Sample. Sampler. Dirty. Dirtier. Easy. Easier. Happy. Happier. Bring. Bringer. Sun. Sunder. Ok, rồi. Mình chú ý lại những cái phát âm này của với cô nha. Clever. Clever. Cleverer. Cleverer. Rồi cái tiếp theo là simple, chứ không phải là sample. Simple. Simple. Simpler. Simple. Simpler. Cái thứ ba không phải là dirty mà là dirty. Dirty. Rồi bạn hơn đọc là gì? Hả? Nếu vậy bạn hơn đọc là gì? Hơn là dirty. Dirtier. Dirtier. Rồi từ to không phải là big mà là big. 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 Bigger. Big. Bigger. Còn từ buồn không phải là sad mà là sad. 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 Sadder. Sad. Bây giờ mình sẽ làm thử một trò nha. Bây giờ cô sẽ đọc những cái từ mà không có ở. Con phải tự đọc cái từ đó có ở xem là từ
cô sẽ hỏi con ví dụ như là từ thông minh là cái gì và thông minh hơn là cái gì, con không, để xem con có trả lời đúng không nha. Thông minh là gì? Thông minh là clever. Chính xác, còn thông minh hơn? Clever. Cleverer. Cleverer. Rồi, thế nhá, bây giờ làm thật nè. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. To. To hả? Ừ, to. Hạnh phúc hơn. Happier. Dễ. Easy. Buồn hơn. Buồn hơn, buồn hơn. Die tears. The tear. Buồn hơn. This tear. Con nhìn lại xem cô đọc thế nào. Chú ý vào là phải làm việc riêng đấy. Buồn hơn đâu rồi. Sadder. Đơn giản. Đơn giản đâu rồi. Đơn giản. Simpler. Thật đó. Simpler. No. Wrong. Bẩn. 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 Dirty. 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 Cái kia đọc là simpler. Simple. Simpler. Rồi. Bẩn hơn là gì? Bẩn hơn. Bẩn hơn là litter. No, con mới đọc mà. Con không để ý gì cả. Con đang ngẫm cái gì vậy Thành? Con nghịch gì đâu? Con nghịch cái gì đâu mà con không có nhìn cả bài kìa. Hả? Con còn không. Cô đang nói cái gì nữa bạn? Nào, again, again. Rồi, lần này nữa thôi nha. Lần này cô sẽ làm nhanh hơn. Cô sẵn sàng chưa? Và cô sẽ đọc lại. Bây giờ mình sẽ cùng tập đọc lại một lần để không bị sai cách đọc nữa nhé. Clever. Clever. Cleverer. Clever. Simple. Simple. Simpler. Simpler. Dirty. Dirty. Dirtier. Dirtier. Easy. Easy. Easier. Easier. Happy. Happy. Happier. Happier. Big. Big. Bigger. Sad. Sadder. Okay, rồi bây giờ cô sẽ lại tiếp tục nói nghĩa tiếng Việt và con phải nói nghĩa tiếng Anh nhưng tốc độ của chúng ta sẽ tăng dần nha. Are you ready? Đơn giản hơn. Simpler. Good. Bẩn hơn. Bẩn hơn. Littler. Dirtier. Dirtier. Dễ hơn. Easy. Easier. Buồn hơn. Sadder. Rồi nhanh hơn chút nha. Bigger. Bắn hơn. Dirtier. 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 Bắn. Dirty. Thông minh hơn. Thông minh hơn. Cứ đọc gì? Thông minh hơn. Thông minh hơn. Never. Never. Cleverer. Cleverer. Dễ. Easy. Nhanh lên. Happy. Happy là gì? Phúc. Rồi bây giờ cô đọc, con nghĩ con phải đọc, cô đọc tiếng Anh, con đọc tiếng Việt nha. Dirty.
Đất chi là bệnh? Simpler. Simpler là đơn giản. Simpler là đơn giản. Simple. Simple là đơn giản. Vậy simpler là gì? Là đơn giản hơn. Trời ơi, thấy mình bị nhầm chưa? Nào, clever. 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 Không bình thường. Clever. Không bình thường. Clever. Thông minh. Sad. Sad là buồn. Sadder. Sad là nó buồn hơn. Bigger. Big là to hơn. Bigger chứ sao lại bigger to hơn. Big là to. Bigger là to hơn. Dirtier. Dirtier là bẩn hơn. Easy. Easy là dễ. Clever. Clever là thông minh hơn. Clever. Clever là thông minh. Clever. Thông minh hơn. Nhanh lên cô hết rồi. Simpler. Cô đọc gì? Simpler. Simpler là đơn giản hơn. Ok, very good. Vậy thì làm sao? Để mình kiểm tra bài cũ bài này có làm được không? Phải làm được nha. Bye bye cô. Bye bye con. Con tắt bài. Về nhà học bài cũ nha. Dạ, con tắt bài 1, 2, 3. See you.